Chào bạn đã trở lại kênh Cây Trồng TV nha. Hôm nay thì mình quay mình chia sẻ những cái cúc. Đây là đại đó, đại đó, hà lan, đồ nói chung đủ là tên hết. Thì nó mấy cái nhóm nó cũng chung giống nhau à. Nhưng mà cái bông thì nó hơi khác vậy thôi. Mình cũng không, nói chung không gành gì mấy. Thì cúc của mình thì như này, đại đó đi, thì mình đã lãi chèo lần một rồi nè. Mình sẽ vài bữa mình sẽ vợt lại những cái đọt nó như nó non thôi, nó hơi chậm đó. Làm sao chứ sẵn mình lãi ba cái chèo nách nè, tại vì mình mấy chèo nách này mình lãi chưa được nè. Đây là những chậu lơ cũng cái đó là chậu lớn. Dạng gốc thì nói chung cũng được vậy thôi chứ không quá đẹp. Còn không đến nỗi mà trống. Tại hả mình bị khô cái bữa đó mình tưới cái nó bị cháy lá. Còn pha lê thì pha lê mấy cái này là mình đi ba cây nè. Bông này thì tầm khoảng 50 bông à. Chung mấy chỗ này hởm thì nói chung mình ngắt đọt lại đang mình cứu lại nó bị già cây đó. Cho mình trong đàn nó thiếu đó. Được gì cũng rất là may mắn rồi. Còn nhiều bạn không biết xử lý, không biết làm sao hết thì nó sẽ bị nói chung hư hết đó. Còn đây là những chậu mình trồng lối gầm gầm tháng 8 chứ. Đây hai cơ nè. Thì này cũng tầm khoảng 40 bông. Nhìn hoa chân thì cũng không có đó được đẹp mấy. Nó cũng ra lá lời nè. Này mấy này thì tới Tết thì nó sẽ bít tơ thôi. Nó bình thường. Cái chỗ này thì các bạn giữ đây tới Tết nó gì cũng bán cũng ok, đâu có đánh đổi gì. Thương lái người ta đã không chê rồi thì mình cứ việc thôi. Mấy cái đòn nhỏ này nguyên nhân nó bị già, cái nó lên cái nó đâm ra chẳng hai ra. Chứ bình thường cây của nó thì ba lớn nè, có cây nó bự hơn nữa nè. Nhưng mà pha lê mình thấy thì bự nhỏ như chút, nó bông nó cũng chênh lệch nhau 9 10 8 8 10 thôi. Đó đó là chậu 40. Nói chung cũng có chậu bằng, chậu không bằng nha. Nói chung nó mới đầu mình ngắt thì nó bằng lắm, nó lên cỡ khoảng 3 4 tấc gì đó. 2 3 tấc nó bằng gan à. Từ từ cái nó như mưa, cái chỗ nào nó tốt được cái nó bắt đầu nó vượt cao hơn người ta. Chứ cái đó nói chung cũng không có cách nào mà xử lý được hết. Thì mình mần thì nói chung nếu mà cái tỷ lệ của mình, cái chậu bằng nó nhiều thì mình sẽ bán được cái lợi nhuận cao hơn, cái chậu nó lọt sọt. Thì nói chung phân thuốc thì theo mình biết thì mình thay thế được hết. Quan trọng là cái kỹ thuật của mình, cách mình làm thôi. Nó đúng cái thời điểm, nó đúng cái ngày gì, thời điểm mà cái cây nó cần thì cái cây của mình nó phát triển đẹp bình thường. Còn nếu mà mình bằng mà nói chung nó thất thường thì cái cây của mình không bao giờ đẹp được. Phân thuốc nó chỉ hỗ trợ cho một phần nào đó thôi, các bạn đừng có ảo tưởng vô cái phân thuốc. Thì nói chung có nhiều kênh YouTube thì nó phân thuốc thì xài vị cho nó mới tốt. Thì theo mình thì mình làm nói chung bầu bí, dưa leo, bông đồ, nói chung cái gì cũng vậy, phân thuốc là chỉ hỗ trợ thôi. Mình cứ việc mình tìm những cái loại nào mà nó cùng cái nhóm cái công dụng cái gan gì đó mình xài thôi. Quan trọng cái là mình đúng cái thời điểm nó cần, không quá dư không quá thiếu là cái cây của mình nó sẽ đẹp. Chậu 60
50. Này là 55. 55 này nói chung không gọi là đẹp quá đẹp, tạm được thôi. Chậu này nó hơi tụt lá chứ, nhưng mà nó đậm cái lá, những cái lá này là nó đâm là tết nè, tết nó sẽ xanh 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 lại. Chứ không thể nào mà giữ mà được. Nói chung cũng có chậu này chậu kia chứ không khi nào mà làm được cái điều băng hết trơn. Nếu mà ai mà nó điều băng hết mấy đâu nó dốc. Đâu phải mình làm một hai chậu đâu, mình đo bế nó, nhưng mà làm hai một hai chậu thì nó có thể nó hay đồng đều nhau, còn làm này mấy ngàn chậu sao mà đồng đều được. Đây là kim cương đỏ. Thì cắm cây rồi hết buộc dây luôn rồi. Này thì ngay Tết hết. Còn đây là kali. Chung là giai đoạn này thì có nụ hết rồi. Kali thì nó rất là dễ chết cây. À, những cái chậu này nó chết còn có gì nữa. Thì nữa mình cắt mình cúng thôi. Còn bên đây là mai tứ quý nè. Nụ hết rồi. Chung trên lệch vài bữa, hai ba bữa, ba bốn bữa vậy đó. Thì mình cái đám bông mình bán cho người ta thì đem chưng thì nói chung có người này đổi này người kia đổi kia thôi, chứ nó nhiều chín người 10 ý mà. Ai thích gì thì mình ăn đấy thôi. Đây là nguyên cái của mình. Thì mình nói chung mình quay ba bông này thì mình không có chuyên sâu về bên kỹ thuật nữa. Mấy bạn cứ việc bỏ cái thời gian các bạn ra đi bạn làm, bạn sẽ phải có kỹ thuật, chứ không có ai mà không có ai tự tự nhiên mà đi chia sẻ cái kỹ thuật của mình đã bỏ ra nhiều năm, kinh nghiệm nhiều năm mà cho bạn biết hết. Nói chung cái bông hoa này là nó dạng nó không phải mà được xuất khẩu, không phải mà được đi, nói chung không phải mà thứ mà thông dụng đó, thông dụng quá như mấy cái loại như bầu bí dưa leo đồ đó. Thì như bầu bí dưa leo thì mình có thể mình chia sẻ hết những cái gì mình biết cho các bạn làm, tại vì những cái mặt hàng đó thì nó sẽ dễ bán buôn hơn. Còn bông hoa này mấy bạn phải trồng, thứ nhất là phải đẹp nó mới bán được, mới có thể cạnh tranh với nhau được. Còn nếu mà bạn chia sẻ hết rồi thì những người mà người ta như làm như ngang ngửa như mình đi, nhưng mà người ta không biết những cái mà mình biết, mình chia sẻ lên thì người ta sẽ biết những cái đó, thì người ta sẽ làm hơn mình thì mình sẽ bán nó không ấy. Bởi vì nó thẳng ra một câu là không ai mà chia sẻ hết, hôm qua là không ai chia sẻ hết hết thật lòng hết. Thì như vậy. Còn dưa leo bầu bí thì cái gì, tại vì cái loại đó nó dễ bán buôn hơn thì người ta sẽ chia sẻ thật lòng hơn. Những ai mà nó chia sẻ thật lòng mấy người đó là nói chung là mấy bạn cứ nghĩ đi, YouTube này làm nói chung mình quay những chậu, mình lựa những chậu đẹp đẹp này nè, quay thì ai biết mình bằng xấu đâu, nó thì mình bằng đẹp thôi gì đó. Trừ khi bạn lại bạn coi tại đám bông mới biết cái người đó bằng đẹp hay không đẹp thôi. Còn quay YouTube là nói chung là hên xui, mình cũng quay, nói chung cũng lựa chỗ nào đẹp mình quay thôi, mặn cũng có chỗ xấu chỗ đẹp chứ, mình đâu có bán phân thuốc gì đâu mình sợ. Cái chậu này lên không đều nè, như chỗ này nè, qua lông nè, bên đây thì cao, bên đây thì thấp. Nó có những chậu thì rất là đều bằng mặt. Chung thì quan trọng cái tay nghề mình làm thôi đó, chứ cái chậu bằng bằng là quan trọng mình cái đi tứ phân nè, rồi ngắt đọt, rồi nói chung là cái cách nó nhiều nhiều cách lắm để lên một cái chậu bông, mà nó phải mà nó đơn giản. Nếu mà đơn giản quá thì đâu có ai trồng cũng được hết, thì bông chắc mạnh ai nó chưng hết quá chứ đâu bán buôn gì được. Mình sẽ quay tí mâm xôi luôn.
Đây, nhưng chậu này nó hơi, chậu này nó hơi sớm một tí, tầm khoảng 20 là nở chứ muốn bung hết rồi, 20. Còn chậu này thì tầm khoảng 27 28 nó có nở ra. Cái nụ này nó muốn ưng ửng hết rồi nè. Chung thì nó cũng có chậu này chậu kia. Mấy chậu này nguyên nhân là nó bị già sớm nè. Nó già sớm cái tàn nó không bự nè. Tàn nó tầm khoảng 1 2 3 3 gang thì nó có thể nó nở ra được 3 cân rưỡi. Còn đây là đây. Thì mâm xôi mình đáng lẽ ra là nó tàn nó rất là bự như này. Nghĩa là như gì nè. Mình bữa hổm thì nói chung nó ngập nước, nó ngập là nói chung đây nè. Những cái chậu nào mà nó cao là nó, những chậu nào nó chỗ nào cao thì nó ngập ngang đây nè, còn những nào thấp là nó ngập ngang đây nè. Rồi cái mình di chuyển nó di chuyển chỗ khác đó, cái nó bị động rễ, động rễ mình đâu có dám tưới phân đâu, mình mới tưới kích rễ cho nó, kích rễ dưỡng rễ cho nó đó. Rồi mình đâu một thời gian sau, nó từng lễ sau mình mới tưới phân được, tại vì cái cấp đó là cấp ngắt đọt cây năm rồi, nó đang cần phân mình tưới không được. Rồi bắt đầu cái mình nó bị sừng lên rồi, sừng lên rồi thì mình bắt đầu mình mới sau mình mới tưới, thì tưới ra thì một thời gian sau nó mới lòi những chậu nó bị hư bù rễ hết luôn, tại bản tính thì nó bị ngâm trong vòng, ngâm nước trong vòng vài tiếng đồng hồ rồi mình vận chuyển cái nó thì nó sẽ bị đứt bù rễ hết. Nói chung cũng hơi xui. Đáng lẽ thì như này hết, tại vì không biết lúc nhỏ nó phát thì nó sẽ, nó có đà nó phát luôn, còn lúc nhỏ mang đèo đạt quá nó sao mà bự nổi, có cầu xịt thuốc tiên hay sao nó mới có bự được chứ. Nó bự là nó bự lúc nhỏ, nhỏ nhỏ quan trọng từ lúc nhỏ thôi, bởi vì nó không đều, nó lúc nhỏ thì mâm xôi của mình nó rất là đều, nó tầm khoảng là 20% nhỏ thôi, còn 80% là bự không đó. Thì năm nay thì nói chung tình hình nước thì nó hơi nhiều thì mình phải chịu thôi, chứ mình không có, nói chung là biết làm sao bây giờ. Thì tàn là những chậu bự đó là nó nằm ở trên cái nền mộ này nè, nó trên nền mộ nó không, nó mình dời xuống đó, còn mấy cái thì mình dời di chuyển thì nó tàn, nó bị ảnh hưởng, nó tào lao, nó không được lớn nữa, thứ hai là nó bị chết cây. Nụ, mấy nụ này nó nói chung là nó hơi, nếu mình đếm cho lái thì nó bị nhỏ, cái nụ nó không được nở như mong muốn. Thì còn mình bán nhà là chủ yếu, mình trồng mình bán lẻ nhiều, mình đếm cho người ta đếm phần nửa chứ không có đếm hết, thì mình sẽ xịt nó to nụ, to nụ lăng với cali cao to nụ đó, thì cho nó mau lớn nụ lên. Chứ bây giờ nếu mình bỏ thí, mình bỏ luôn đó thì không có sử dụng thuốc, không can thiệp thuốc đó, thì nó hơi chậm hơn vài bữa. Mình sẽ can thiệp thuốc cho nó thì nó sẽ tốc độ nó sẽ tăng lên, nhưng mình đừng quá lạm dụng, lạm dụng quá thì có thể nó sẽ cháy lá rồi, cháy lá rồi cái nó tính ra nó còn xấu hơn nữa. Thà cái 23, 28, 29, 30 gì đó, mình nở ra hơn nửa bông cũng được. Người ta sẽ, những người ta thích gì người ta sẽ mua, người ta trưng cho nó lâu. Còn một số người thì người ta muốn 27, 28 là nở hết trơn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Mà có hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình.